hết cãi nhau, ăn chay hay ăn mặn. Hỏi: tôi muốn ăn chay, có công đức chăng? Đáp: các loài có dãy, có mai, có lông mao, lông vũ, thể chất tuy khác với người, nhưng sự hiểu biết và sự đau khổ đâu có khác với người. Bởi đời trước nghĩ sai nên đời này hình hài có khác. Nếu như một lòng tính thành, dứt ăn thịt, giữ giới không sát sanh, thật là bậc đại đức quân tử, có thể bảo là người nhân từ, người thiên. Nếu quả ông ăn chay, giữ giới suốt đời không sờn lòng, chẳng những thêm nhiều phúc và thọ, mà còn gieo được chánh nhân giác ngộ. Khá thương cho người đời không trí huệ, thâm đắm vị ngon, mặc tình dồn chứa, ra tay sát hại, tạo tác muôn ngàn. Chỉ ngon qua ba tấc lưỡi, một ngày kia thay đầu đổi mặt, lần lượt nuốt ăn. Lúc ấy đau khổ hối hận cũng không người giúp cho. Hỏi: người đời đều cho bò, heo, dê, gà, vịt, ngỗng, các loài chim, loài cá là trời sanh ra để làm đồ ăn cho con người. Nếu không giết để ăn, dùng chúng để làm gì? Đáp: người đời ăn thịt, buông lung tâm lý mổ giết để thích khẩu, khoái bụng. Đâu chẳng biết tất cả chúng sanh dưới nước, trong đất, trên không, trên bồ, chẳng qua là do nghiệp lực quả báo mà có thân xác khác nhau. Người đời tuy nhờ phước nhất thời mà khinh thường sát hại quá nhiều rồi. Tha lực yếu kém làm sao chống chọi nổi hận quán kia. Có ngày sẽ báo đền oan trái. Quả thực, nếu heo, dê, gà, vịt, dơm dân, trời sanh ra làm đồ ăn cho con người. Còn ở thế gian, những loài sài lang, hổ báo, mũi mồng, chí rận, dơm dân, vô hạn ác thú, hung cầm, đều hay ăn người. Đâu không phải trời sanh. Giả sử, người nam kẻ nữ đều làm đồ ăn cho loài vật đó có nên không? Người đời không rõ tạo nghiệp sẽ đền mạng lẫn nhau. Không biết cớ sao lại cho việc sát sanh là việc đáng nên làm. Thật quá ngu muội. Hỏi: tôi thường nghe người đời nói, người có lòng tốt cũng như người ăn chay rồi. Lý này là như thế nào? Đáp: bậc nhân đức quân tử, người hiền có lòng nhân từ, làm lợi ích cho người, cứu tế loài vật, nhóm công chứa đức, cho đến những chỗ động dụng làm việc, thấy sanh linh rơi vào chỗ chết, lúc ấy đâu không khởi lòng trắc ẩn cứu cho được sống. Cứ tự bi như thế mới bảo là người tốt. Dù cớ giết nó cho vào miệng ta, hoặc cầm dao bén mổ bụng, hoặc nắm dao nhọn đâm vào tim, lóc da, đánh dẫy, cắt cổ, bổ vỏ, hoặc nấu, hoặc kho, hoặc bỏ vào nồi hầm, hay bỏ vào lò nướng. Trăm cách tạo tác làm cho ngon miệng, khoái bụng. Lòng thương xót hoàn toàn không. Như vậy, lòng tốt ở chỗ nào mà lại nói lời mê như thế? Tội lỗi kia làm sao có thể sám hối? Tôi này nói rõ, ông hãy lắng nghe. Quả như ông một đời giữ giới không sát sanh, ăn chay suốt đời chẳng chán. Dù tâm ông chẳng tốt, phải đọa vào loại khác, nhưng cũng không rơi vào tay người giết hoặc trong giạc sôi, lò lửa. Hỏi: vì sao hiện nay con người mắc phải nhiều chứng bệnh quái lạ ác ôn? Đáp: nói vắn tắt thì đó là do nghiệp sát sanh mà ra. Bạn giết chúng sanh nào thì chúng sanh đó đến tìm bạn để đòi nợ máu. Cho nên, trước những bệnh quái dị này, thầy thuốc cũng đành bó tay. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói không sát sinh được 10 thứ lợi ích. Trong đó có hai điều là thân thường mạnh khỏe, không có bệnh tật và thọ mệnh lâu dài, không bị chết non. Hỏi: có tôn giáo cho rằng động vật được sanh ra là để cho người ăn, cho nên ăn mạng là một việc hợp lý lẽ trời đất. Đáp: Phật giáo đề xướng tinh thần, mọi vật đều cùng một thể,
đó gọi là đại bi. Và xem mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Cho nên, chủ trương giới không sát sanh và phóng sanh. Hỏi, động vật chết rồi có đầu thai chăng? Đáp, chúng cũng đầu thai tương tự như loài người vậy. Thí dụ như, có người kiếp này là người Trung Hoa, kiếp sau là người Mỹ, kiếp sau nữa lại là người Nhật. Thì động vật cũng thế, cũng di dân y như vậy. Động vật cũng có tánh linh, và tánh linh của chúng cũng có thể luân chuyển. Song, tùy nơi nghiệp lực, hành vi và tư tưởng mà có sai biệt. Hỏi, trong nhà tôi có rất nhiều gián kiến. Đạo Phật dạy không nên sát sanh, vậy tôi phải giải quyết như thế nào? Đáp, gián kiến thường hay thích chất ngọt và lui tới nơi ẩm ướt. Vì thế trước hết phải giữ bếp núc thật sạch sẽ và khô ráo. Nếu thấy có chúng xuất hiện, nên dùng tâm từ bi mà đối xử. Không nên đập đánh chà sát hay dùng thuốc độc mà giết chúng. Có người dùng mật ong hay chất đường rủ chúng ra ngoài mà ăn, sinh sống. Hỏi, vì sao người Phật tử phải ăn chay? Đáp, người đời bị ngũ dục làm mê mờ. Chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt của chính mình. Bởi ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc bạn không thể trốn tránh được. Do đó, cả một đời người, người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ, đời đời kiếp kiếp, không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi, những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sanh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình lại có thể bất nhẫn đến như vậy? Hỏi, tôi thích ăn chay, nhưng kẹt một nỗi là vẫn còn thích và quyến luyến mùi vị thịt. Vậy tôi phải làm sao? Đáp, một nguyên tắc áp dụng để thay đổi những thói quen sâu dày là phải chuyển hóa từ từ để tránh phản ứng của cơ thể. Bạn hãy áp dụng những thói quen tốt mới với sự chăm sóc cẩn thận. Chẳng bao lâu thói quen mới sẽ lớn mạnh và đẩy lui thói quen cũ. Cũng chính vì vậy, chúng tôi yêu cầu ăn chay đều đặn một ngày trong một tuần, cho đến khi bạn quen sẽ tăng lên. Nếu mọi nỗ lực không làm bạn thay đổi được tập quán ăn thịt, chúng tôi đề nghị bạn nên đi tham quan lò sát sinh, hy vọng nó sẽ giúp bạn. Hỏi, chúng tôi được biết có một số vị sư ăn trường chay từ khi còn tu ở Việt Nam, nay qua đây lại bị bệnh tiểu đường, và cũng có một số vị khác bị bệnh tim mạch. Như vậy là sao? Sao nói ăn chay chữa được bệnh? Đáp, trước hết phải nói ngay rằng, không một giai cấp hay thành phần xã hội đặc biệt nào, kể cả nhóm người khác biệt theo chế độ ăn uống hay khác biệt trong lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn hay học vấn, mà bệnh tiểu đường hay tim mạch lại tránh né, không xâm phạm tới. Mặc dù ăn trường chay, nhưng những nghiên cứu khoa học cho biết không phải 100% không bị bệnh. Phần còn lại, dù là thiểu số, bị bệnh có thể là do những lý do khác, mà một trong những lý do này, theo đạo Phật thì có thể là do nghiệp bệnh. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học gần đây cho hay, cơ thể của những nhóm dân tộc thiểu số người Mỹ, gốc da đỏ, da đen và những dân tộc ở các quốc gia chưa phát triển thuộc loại biến dưỡng chậm, nay phải đổi sang một môi trường sinh sống mới với lối dinh dưỡng quá đầy đủ và sự hoạt động thể lực lại quá ít, mà cơ thể vẫn thói quen cũ, do đó dễ sinh ra bệnh. Một vài thầy có thể cũng rơi vào trường hợp này do sự thay đổi môi trường sống tạo nên. Khi còn ở quê nhà, quý thầy làm việc thể chất nhiều, ăn uống đơn sơ. Bữa ăn chỉ là vài miếng đậu hũ chiên, xào hay là kho mặn, vài miếng cháo nhỏ, hay ăn với dưa chua, củ cải khô ngâm muối. Chắc chắn
dưới con mắt nhìn của các nhà dinh dưỡng học là không đủ chất bổ dưỡng. Nhưng cơ thể thuộc loại biến dưỡng chậm, nên không sao cả. Khi qua đến Hoa Kỳ, hoạt động thể chất không nhiều bằng ở Việt Nam, mà lại ăn uống nhiều chất bổ dưỡng hơn, mặc dù là ăn chay, nên cơ thể không thích hợp, và do đó dễ phát sinh ra bệnh tiểu đường và tim mạch. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, ngoài lý do thay đổi môi trường sống như đã đề cập, ăn chay theo lối người Việt chúng ta không mấy giúp cho sức khỏe tốt vì dùng quá nhiều dầu để chiên xào, quá nhiều bột ngọt, đường và các loại thực phẩm tinh lọc. Mặc dù dầu thảo mộc không có chất cholesterol, nhưng có lượng cao chất béo không bão hòa, và khi chiên nhiều lần, có độ nóng lâu, dầu không bão hòa sẽ trở thành loại dầu có đặc tính giống như bão hòa mà người ta gọi là trans fatty acid, chất béo bão hòa. Và trans fatty acid là những chất béo không tốt, làm gia tăng chất cholesterol xấu và đồng thời làm giảm cholesterol tốt trong máu, do đó gia tăng mức nguy hiểm về tim mạch và đồng thời cũng làm cho chất insulin giảm hiệu năng hộ tống chất đường vào trong các tế bào. Vì những lý lẽ trình bày trên, tốt nhất là giảm tối đa các chất béo, không nên chiên đậu hũ, nên luộc hay nấu canh hoặc nướng, vừa giản dị là vừa bổ, hoặc lâu lâu đổi bữa bằng đậu chiên, và chỉ nên dùng lại dầu cũ một lần rồi đổ đi, đừng tiếc, vì nó sẽ làm hại sức khỏe vốn quý của kiếp người. Nên dùng loại dầu canola có bách phân chất béo bão hòa thấp nhất 4% trong tất cả các loại dầu thảo mộc hiện nay có bán trên thị trường. Nếu dùng dầu để trộn xà lách thì nên dùng dầu ô liu hay dùng dầu basil oil, vừa thơm lại vừa tốt cho sức khỏe. Hỏi: tôi có người bạn trẻ mới chuyển sang ăn chay được một thời gian, nhưng rồi anh ta cứ cảm thấy mình trở nên tự hào, cho là mình đạo đức cao thượng hơn người khác. Nhìn ai ăn thịt cá thì có vẻ khinh và cho là người tàn nhẫn. Do những tư tưởng ấy, anh ta luôn bị dằn vặt và cuối cùng quay lại ăn thịt và thấy tâm hồn thanh thản hẳn lại. Nếu đạo Phật là đạo dễ tu tâm mà chay tâm lại không an lạc bằng ăn thịt, thì có cần phải tiếp tục ăn chay không? Đáp: cái luận điệu phải làm giống người khác để khỏi có cảm giác tự cao tự đại khinh người khác là một luận điệu ngụy biện, đạo đức giả. Che giấu cái ngã vi tế để tiếp tục làm điều sai mà không cần sửa. Nói như vậy thì trên đời này có biết bao nhiêu điều không nên làm, nhưng vì có người làm nên ta phải làm như họ để tránh được cảm giác khinh họ, để tâm được an ổn chăng? Đức Phật là Đại Y Dương. Ngài có nhiều thuốc để trị mọi loại bệnh. Trường hợp anh bạn này là do nghiệp chướng sâu dày. Nay muốn chuyển nghiệp nhưng bị cái ngã nó lôi lại, để rồi cứ tiếp tục trong dòng nghiệp lực luân hồi không thoát ra được. Anh này cần sám hối hàng ngày câu này: xưa nay đã tạo bao ác nghiệp, đều từ vô thủy tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra. Hết thảy tôi nay xin sám hối. Bệnh thèm ăn ngon là do thói tham ăn từ vô thủy. Nếu này anh ta đừng nhìn sang người khác để mà tự hào rằng mình ăn chay, mà chỉ nên nhìn vào chính mình, thấy riêng trong cái kiếp này mình đã vì thèm ăn ngon làm chết biết bao sinh mạng, tự sám hối. Như thế, bệnh ngã chấp sẽ giảm, nghiệp sẽ chuyển dần, ăn chay sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời hàng ngày nên theo các pháp phương tiện mà tùy ý tu hành, không làm điều ác, làm nhiều điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Thanh tịnh bằng cách nào thì nên tìm đến chư vị tu sĩ xin chỉ dẫn, hoặc theo thiền tông, niệm Phật, mật tông, trì chú vân vân. Dần dần nghiệp sẽ chuyển và sẽ thấy. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thấy điều không. Ấy mới thật là chân sám hối.
không phải đem nải chuối đến chùa rồi kỳ kèo với Phật mà sám hối được. Phật không ăn hối lộ. Bất kể ngồi đâu, nếu không còn bị nghiệp thân khẩu ý lôi cuốn là tâm đang tịnh, là đang sám hối tội cũ, ngăn ngừa tội mới. Hỏi, tôi thấy một số món ăn chay trong các tiệm ăn và đôi khi cả một vài chùa có hình thức các con vật tên gọi giống y như các món mặn, thí dụ như cá chiên, cá hấp, thịt quay, bánh hỏi, tôm xào, chua ngọt, vân vân. Nếu tâm còn thèm ăn các món mặn thì ăn quách đồ thật còn hơn là giả dối như vậy. Đạo Phật nói trực tâm là đạo tràng cơ mà. Đáp, đây là một câu hỏi có nội dung phức tạp, có thể chia ra làm 4 phần. Thứ nhất, món ăn chay giả thịt cá bán tại các chùa. Thứ hai, món ăn chay giả thịt cá bán tại các tiệm. Thứ ba, ăn chay vì lý do sức khỏe. Và thứ tư, người ăn chay chỉ vì có lòng thương xúc sinh, không liên quan đến tu tâm theo Phật giáo. Món ăn giả thịt cá tại các chùa. Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chữ chúng sinh ở đây là chỉ tất cả mọi loài động vật có cảm giác, chứ không chỉ riêng loài người. Cửa chùa là nơi truyền bá đạo Phật. Tu sĩ ở chùa là trưởng tử Như Lai, đem chánh pháp dạy chư Phật tử. Một trong những lời dạy quan trọng cốt tủy của Đức Phật là phải dùng tâm bình đẳng để đối xử với mọi loài, cả người lẫn vật. Vậy thì chúng ta không nên tạo thói quen xấu là thản nhiên nhìn hình ảnh con cá, con tôm nằm cong queo giữa đĩa nước sốt, hoặc cầm muỗng đũa cắt con cua, con gà dù chỉ là gà giả. Ngoài ra, chư vị nào đã thọ Bồ Tát giới thì đừng quên là khác với thanh văn chỉ ràng buộc trong một kiếp người và chỉ phạm khi có hành động. Giới Bồ Tát là tâm giới, chỉ khi khởi tâm phạm, chưa hành động là phạm giới rồi. Vậy thì chư vị cư sĩ Bồ Tát giới chỉ cần nghĩ là ăn con tôm rang muối này ngon quá, dù là tôm giả, tâm của quý vị khởi niệm muốn ăn là phạm giới rồi. Món ăn giả thịt cá tại các nhà hàng. Về các nhà hàng dùng tên giả để gọi các món ăn chay thì chúng ta nên cảm thông rằng họ làm thương mại, họ cần có những phương pháp lôi cuốn khách hàng. Là những người đã quen ăn thịt cá nay chuyển sang ăn chay. Nếu món nào cũng chỉ dùng tên vật liệu để gọi thì chỉ còn là nấm xào rau, đậu ôm, rau luộc, rau kho, vân vân. Rất ít món, khó lôi cuốn khách hàng. Dù sao, thực khách khi ăn một món giả, cứ nghĩ đến một con thật đã thoát chết. Thì lòng từ bi cũng đang tăng trưởng rồi đó. Ăn chay vì lý do sức khỏe. Nhóm người này tránh ăn thịt động vật vì thấy rằng thịt động vật mang lại đến nhiều chất độc và bệnh tật. Đối với họ, lý do ăn chay hoàn toàn vì kỹ. Nếu một mai khoa học tìm ra rằng ăn dãy rồng, gân cọp sẽ khỏe mạnh sống lâu, thì họ lại hì hục đi săn rồng săn cọp. Tuy nhiên, dù mục tiêu ăn chay của họ vì kỹ, không vì loài vật, nhưng phó sản của nó lại vô tình cứu loài vật bớt chết. Có nghĩa là bớt bị sản xuất ra để rồi phải sống tù tội và chết đau đớn. Và cũng giúp cho dòng nghiệp lực sinh tử, tử sinh của họ bớt nợ máu. Cho nên, đối với nhóm người này, món ăn giả nếu có làm cho họ cảm thấy hấp dẫn, thích ăn, bớt thèm thịt, thì vẫn có ích lợi cho cả phía người và vật. Ăn chay vì lòng thương loài vật. Nhóm này thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo và không tôn giáo. Họ tránh ăn thịt chỉ vì lòng thương xót loài vật, không nỡ đóng góp thêm vào nỗi thống khổ của cuộc sống đầy đau thương, bị hành hạ, chà đạp, đánh đập, sống chen chúc, bị ép cho đẻ nhiều rồi chia rẽ mẹ con. Trước khi chết còn bị sống những ngày kinh hoàng trên những chiếc xe chuyên chở khổng lồ, đói khát, dồn ép trong một trạng thái thần kinh rất là khủng khiếp.
rồi bị lùa vào hành lang dẫn đến lò sát sinh để nghe thấy những tiếng la hét thất thanh trong giây phút về chết. Do được thấy tận mắt hay coi phim hoặc xem sách báo, tâm những người này đã chuyển. Họ cảm thấy ăn thịt là kéo dài những nỗi thống khổ cho loài vật, cũng là những sinh vật có đầy đủ tình cảm xúc động dân dân như con người. Nhóm người này ăn chay dễ dàng và còn cổ động cho mọi người ăn chay để tỏa rộng lòng nhân từ ra khắp nơi. Điển hình, nhóm này là những hội viên hội gọi tắt là PETA. Tiếng Anh gọi là People for the Ethical Treatment of Animals. Đối với họ, khi nhìn tôm, thịt, cá giả trên bàn, thì họ cũng cảm thông với những người đang từ từ chuyển hướng sang ăn chay và mừng rằng một con tôm, con cá, con gà giả trên bàn ăn đã là cứu một con tôm, con cá, con gà thật khỏi chết. Cho nên, nhóm người này rất ủng hộ những tiệm ăn chay và quan nghênh những con tôm, cá giả, gà giả trên bàn ăn. Họ quan niệm rằng, nếu như tật xấu ăn thịt cá đã bám sâu trong óc con người, thì những món chay giả mặn đã cứu những con vật thật. Sau đây là ý kiến của đạo hữu Minh Tịnh ở Portland, Oregon về tâm nguyện ăn chay trường. Ăn uống là một ham muốn trong năm thứ ham muốn, mà Đạo Phật luôn luôn nhắc nhở các Phật tử, dù là hàng xuất gia hay tại gia, cần phải tu sửa hàng ngày để phá phiền não, tham sân si. Chiều hướng từ bi tâm, ưa thích làm mọi điều lành cho mọi người, cho mọi loài và cho mình, cảm thương được sự sợ hãi đau khổ của mọi chúng sinh. Chỉ có duyên lành hay thường gọi là có phước mà việc ăn chay dễ dàng, không bị quá ràng buộc vào mùi vị ngon dở. Có lòng tin dũng mãnh vào Phật Pháp, thuyết nhân quả, gieo nhân nào thì chắc chắn ra quả nấy, vào y khoa học và kinh nghiệm của những người đã ăn chay trường. Các loài thịt đều độc hại, vì hiện nay kỹ nghệ chăn nuôi đã dùng các loại chất hóa học làm cho phần nhiều các loại thịt bày bán trên thị trường bị nhiễm độc. Các loại thịt còn bị nhiễm độc do các độc tố tự tiết ra khi con vật sợ hãi, đau đớn và căm hận. Các loại ngũ cốc và củ, các loại rau, quả đều có đầy đủ các chất bổ dưỡng, có khả năng phòng ngừa các bệnh về tim mạch và ung thư cùng nhiều thứ bệnh khác. Ngoài ra, ăn trường chay lâu trên 7 năm sẽ có sự thay đổi lớn lao về tâm thần như giảm thiểu sự nóng nảy. Rượu và thịt có tác dụng làm gia tăng sự thèm muốn dục vọng. Không lấy cớ này hay cớ nọ để tự bào chữa cho thói quen từ nhỏ ăn thịt của mình, mà phải có một ý chí thật vững vàng. Từ bỏ là từ bỏ, không một chút nuối tiếc, như người cai rượu, cai thuốc lá, cà phê. Phải kiên nhẫn và sáng suốt mà nhận thức rằng dòng đời là một sâu chuỗi nhân và quả. Mặc dù tạo nhân ăn thực phẩm lành mạnh, không làm đau đớn các loài động vật khác, không có nhiều độc tố, sẽ mang lại kết quả là cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những nhân chúng ta đã gây ra từ nhiều đời trước vẫn còn có thể tác động vào đời sống hiện nay, dù đã yếu đi do nhân tốt chúng ta đã tạo. Bởi vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng ăn chay chắc chắn sẽ không bị bệnh tật nữa và sống lâu. Để rồi, nếu vô thường đến từ nhiều nguyên nhân sâu xa khác, lại làm chúng ta mất niềm tin. Điều chắc chắn rõ ràng nhất là người nào ăn chay vì lòng từ bi cũng đều thấy tâm hồn trở nên an lạc, dễ dàng gần gũi thông cảm với loài vật và yêu mến thiên nhiên vô cùng. Vì những lý do nêu trên mà tôi có tâm nguyện đời đời kiếp kiếp không dùng thịt các sinh vật động vật để làm thực phẩm nuôi sống thân mạng mình. Nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài đều có tâm nguyện này. Hỏi: tôi có một cháu trai 4 tuổi. Từ lúc hiểu biết, cháu không chịu ăn thịt cá. Mỗi lần cho ăn thịt cá, cháu cứ phun ra. Chồng tôi là một người trồng khoa học nên rất bực mình. Vì thấy cháu ăn uống không bổ dưỡng sẽ ngu dốt và chậm lớn,
cứ phàn nàn với tôi là tại mẹ tôi ăn trường chay không khuyến khích cháu ăn thịt cá và muốn gửi cháu cho người khác trông coi, không cho mẹ tôi làm babysitter nữa. Mẹ tôi tuy gần 70 tuổi mà rất khỏe mạnh. Hai bà cháu nô đùa với nhau cả ngày rất vui. Này, nếu chia rẽ hai người, chắc cả hai bà cháu buồn lắm. Chính tôi cũng bối rối không biết nếu cháu ăn chay trường có ngu dốt và chậm lớn vì thiếu dinh dưỡng như lời chồng tôi nói hay không. Vì anh ấy là con người có tinh thần khoa học, nên tôi cũng hơi nghiêng về phía anh ấy. Đáp: trước nhất hãy tìm hiểu tinh thần khoa học là gì. Đó là một thái độ sống linh động, không thành kiến, luôn luôn tìm hiểu thêm về những bí ẩn chưa được khám phá của đời sống và sẵn sàng đón nhận để nghiên cứu thêm những phát minh mới, mặc dù là do kẻ mình không ưa tìm ra. Tinh thần khoa học là một thái độ sống không thành kiến, vì nếu có thành kiến thì đã chết cứng với thành kiến đó rồi, không còn cơ hội để tìm hiểu xem điều phát minh kia là đúng hay sai. Theo định nghĩa này thì ba của cháu bé thiếu tinh thần khoa học mà chỉ ôm cứng lấy một số hiểu biết có sẵn từ thời cổ đại. Con người chỉ biết có một thứ thực phẩm bổ dưỡng là thịt xác thú vật. Sau này do thói quen xấu lưu truyền, nhiều người vẫn tưởng rằng chỉ có ăn xác thú vật mới đủ chất bổ dưỡng. Trái lại, chính các loại thịt thú vật, nhất là thịt thú vật thời nay, được nuôi bằng nhiều chất hóa học mới làm cho con người mang nhiều bệnh, chống già và chống chết. Nếu bà xem xong cuốn sách này, thì bà cũng sẽ có khái niệm về một đời sống lành mạnh, khỏe, vui, dù chỉ ăn rau đậu mà vẫn đầy đủ chất bổ dưỡng. Giả lại có một tấm gương sáng trong gia đình là cụ nhà gần 70 tuổi ăn trường chay mà còn làm babysitter nô đùa với cháu được. Trong khi đó biết bao nhiêu cụ mới ngoài 60 đã mang đủ loại bệnh như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, vân vân. Còn vấn đề sợ cháu ngu dốt vì ăn chay, xin bà cứ yên tâm. Tôi xin đơn cử vài tên người ăn chay trong giới khoa học để bà nói với ông già rằng như nhà toán học Pythagore, nhà bác học Albert Einstein, vân vân. Quý vị ấy rất thông minh. Thưa bà, cháu đã có cái phước báo được quân tập từ vô lượng kiếp, nên kiếp này vừa mới hiểu biết đã muốn từ chối, không đi vào con đường nợ nần sinh mạng, ăn nuốt lẫn nhau, tránh bước vào thói quen xấu ăn thịt chúng sinh. Xin bà nghĩ đến cái phước báo ấy của cháu mà đừng làm cho kiếp này của cháu lại trở thành bất hạnh, bị ép phải ăn những thứ độc hại có thể làm cho cháu sớm nuôi mầm bệnh, chống già và làm cho dòng nghiệp của cháu đang trên đường chuyển hóa tốt đẹp lại trở thành xấu đi. Hỏi: ở chợ bán đầy thịt cá, tôi không mua thì người khác cũng mua. Đằng nào con vật cũng bị giết rồi, tôi đâu có bảo họ giết. Đáp: đúng vậy, bạn không bảo họ giết. Ở chợ có sẵn, bạn không mua thì người khác cũng mua. Ngặt gì bạn mua, nên người khác muốn mua thì lại thiếu, cho nên người bán phải giết thêm. Đó là luật cung và cầu trong thương trường. Và người mua chính là lý do để người bán trở thành kẻ sát sanh. Người làm được bốn điều từ bi này chắc chắn công đức vô lượng. Làm được bốn điều từ bi trong cuộc đời dưới đây, thì dù bạn có theo con đường tu tập Phật học hay không, phúc đức cũng sẽ tự đến. May mắn song hành, gia đình hạnh phúc và cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui. Là những người con của Đức Phật, chúng ta hiểu và luôn luôn tôn kính, tự hào về tính cách và lòng từ bi quảng đại vô biên của Ngài. Người càng tin Phật, tu tập và thực hành theo lời Phật dạy, càng dễ nhận được nhiều phước lành và hạnh phúc. Nhưng có phải chỉ những ai tin Phật giáo thì mới có thể tích đức? Còn người không tin Phật giáo hay không theo con đường Phật học thì không có công đức? Về vấn đề này, một vị cao tăng đã đưa ra giải thích rằng người đời đều có tín ngưỡng riêng của mình, nhưng cách thức tích đức như thế nào thì
không có gì khác biệt, ai cũng như nhau. Bởi quan trọng nhất là cái tâm hướng thiện và làm những điều tốt đời đẹp đạo. Thứ nhất là nói lời từ bi. Theo lời vị cao tăng này, có rất nhiều cách để làm tổn thương một người. Trong đó, lời nói có lực sát thương lớn nhất. Ngay cả khi người nói không có ý xấu, thì người nghe vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và tàn nhẫn nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu: khéo giữ khẩu nghiệp, không nhạo báng người. Khéo hộ trì thân nghiệp, không phạm pháp. Khéo hộ trì ý nghiệp, trong sạch không cấu quế. Theo quan điểm của Phật giáo, nghiệp chướng của đời người chủ yếu do khẩu nghiệp mà ra. Những người ác khẩu thì sớm muộn cũng sẽ gánh chịu khẩu nghiệp, tức là phải chịu cái hệ lụy, hậu quả do những lời ác ý, ác tâm của mình gây ra. Những lời nói bất thiện là những ác nghiệp dễ gây tạo nhất trong đời sống hàng ngày. Đáng nói là nhiều người tạo khẩu nghiệp bất thiện mà không hề hay biết, cứ vô tư nghĩ rằng lời nói gió bay. Nhưng kỳ thực, trong rất nhiều kinh, Thế Tôn xác định đó là binh khí miệng lưỡi. Đã là binh khí thì chắc chắn lời nói ác sẽ gây sát thương cho mình và cho người, tan hại lẫn nhau, để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo nhà Phật, trong 10 nghiệp bất thiện của con người thì khẩu nghiệp có 4, tức là chiếm gần một nửa. Nếu cứ tạo khẩu nghiệp triền miên, con người không chỉ gây hại cho người khác, cộng đồng, xã hội, mà bản thân họ cũng không được thanh thản, thảnh thơi, thậm chí rơi vào cảnh luân hồi đau khổ. Chính vì cho rằng những lời chót lưỡi đầu môi nên chúng ta thỏa sức thỏa thích mà nói. Cũng bởi vậy mà đôi khi chúng ta sẽ tự tích nghiệp cho mình bằng một câu nói tùy tiện. Dần dà, công đức và phước lành tích lũy trong một thời gian dài sẽ vô tình bị mất đi. Trong cuộc sống, một số người luôn đặt hạnh phúc của bản thân lên nỗi đau của người khác, vô tình làm tổn thương người đối diện bằng những lời nói đùa giỡn, nhạo báng của mình. Khi ai đó bày tỏ sự không hài lòng, thay vì tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, họ lại đổ lỗi cho người khác vì sự nhỏ nhen của đối phương. Vì vậy, cho dù bạn có tin vào Phật giáo hay không, và cho dù bạn có tin rằng những lời nói xấu và làm tổn thương người khác sẽ mang lại cho bạn cái gọi là nghiệp chướng hay không, thì bạn cũng phải chú ý đến lời nói và phát ngôn của mình trong ngày thường, và nên đặt lòng từ bi vào từng câu chữ được phát ra từ miệng mình, bởi vì nó không chỉ là không làm tổn thương người khác, mà hơn thế nữa là mang lại phước lành cho chính bạn và dung trồng nghiệp lành. Nghĩa là khi nói năng, phải có lòng nhân từ, phải có đức độ, phải có tình cảm, phải suy nghĩ cho kỹ. Câu chuyện sau đây là một thí dụ điển hình nhất. Chiến tranh vừa kết thúc, người con trai gọi điện về nhà và nói: bố ơi, chiến tranh khủng khiếp cuối cùng cũng kết thúc, và con sẽ về nhà. Người con lại bổ sung thêm: bố ơi, con muốn đón một người đồng đội tàn tật về nhà. Cậu ấy bị cụt một tay và một chân, không thể tự lập sống được. Như vậy có được không? Người bố liền nói: không được đâu, nhà chúng ta không giàu có. Khi anh ấy đến sẽ thêm rất nhiều gánh nặng. Cơm ăn áo mặc nhà ở điện nước, các khoản chi phí này cũng không nhỏ. Mẹ con đã già rồi, ai sẽ chăm sóc cho anh ta? Anh ta không được phép đến nhà chúng ta đâu. Vài ngày sau, cha mẹ của anh chàng này nhận được thông báo từ đồn cảnh sát đến xác nhận người thân. Khi họ nhìn thấy thi thể, đó là một người đàn ông bị mất đôi cánh tay và một bên chân. Chính là con trai họ đã nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân là do người cha không biết người đồng đội mà con trai mình ám chỉ chính là con trai mình, nên đã vô tình nói ra những lời cay nghiệt, tàn nhẫn, dẫn tới kết quả đáng thương. Xét cho cùng, lời nói
không mất tiền mua. Nhưng không phải thích gì nói nấy, mà nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vừa lòng nhau là nói ra đem sự quan hỷ an lạc, thấu hiểu để đoàn kết và yêu thương. Đó chính là ái ngữ, chánh ngữ, giúp lợi mình và ít người. Còn ngược lại, những ai cố ý nói hư dối, nói thô ác, nói chia rẽ, nói nịnh nọt thì chắc chắn đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Sớm hay muộn gì thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành. Còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Thứ hai, giết điều từ bi. Giết những điều từ bi cũng là một trong bốn điều từ bi trong cuộc đời được cao tăng nhắc tới. Vì sao lại vậy? Trong một kỳ thi cung đình ở triều đại nhà Thanh, một người tài giỏi đã không kịp hối lộ giám khảo. Vì vậy giám khảo đã gạt đi khi kiểm tra bài thi của anh ta. Kết quả là anh ta bị loại. Nghèo đói 10 năm để ôn thi, cuối cùng thành công cốc. Vì lý do này, anh ta chán nản, viết mấy câu thơ và đặt chúng trước dinh thự của quan trên rồi tự sát. Sau đó, quan trên đọc những câu chữ để lại của anh học trò, trong đó viết: "Một lần tôi thi trượt, tôi bật khóc. Tôi đã học tập chăm chỉ trong 10 năm để ôn thi lại. Tuy nhiên, chỉ vì không đưa hối lộ mà công sức của anh ta đổ sông đổ biển. Vì vậy, anh ta đã chết ở quan tuyền." Là bởi vì giám khảo không dùng ngòi bút để làm việc tốt, lật ngược thành trắng đen mới khiến cho nhân tài này đi đến kết cục bi thảm như vậy. Quan trên rất tức giận về điều này, và ông đã đích thân chấn chỉnh những giám thị chấm bài, và sau này đã thu được rất nhiều nhân tài. Giết những điều từ bi không có nghĩa là chúng ta chỉ biết viết ra những điều hay lẽ phải trên giấy. Ý nghĩa thực sự của nó là cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải có lương tâm trong cuộc sống, không nhầm lẫn giữa đúng và sai, và học cách chủ động chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người khi gặp khó khăn, thất bại là rất dễ hạ thấp tiêu chuẩn, quên đi trách nhiệm của mình. Cũng có người vì thành tích muốn tạo ra kết quả như ý mà dễ sa đà, xem nhẹ trách nhiệm. Vì vậy, nhớ đến ngòi bút của mình cầm trên tay, vững vàng viết nên những câu chữ đúng sự thật, đem tới ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Đây có thể được coi là việc làm mang tới công đức vô biên. Thứ ba, làm điều từ bi. Vị cao tăng nói: "Tôi tu hành theo đạo Phật đã mấy chục năm, chưa từng thấy hay nghe nói về một người có lòng từ bi mà lại làm hại người khác. Người tu Phật luôn có tâm từ bi, thương xót tất cả chúng sanh, hành thiện và có hành nguyện. Người như vậy sao có thể gặp nhiều phiền não trong cuộc đời? Làm sao họ có thể nghi ngờ rằng công đức của mình có hạn?" Ý của vị cao tăng là bạn nên làm những việc từ bi, biết cách thương xót và đừng quá chỉ trích lỗi lầm của người khác. Bởi vì những việc làm tốt ở thời hiện tại của bạn thực sự là một loại cải thiện vận mệnh cho chính bạn trong tương lai và cả nhiều đời sau. Vị cao tăng nói thêm: "Với một người có lỗi lầm, chúng ta nên bao dung với anh ta. Làm như vậy, anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình và sinh lòng hối hận. Trong trường hợp này, anh ta sẽ biết ơn những người hiểu cho anh ta. Vì vậy, anh ta quyết định thay đổi suy nghĩ của mình, trở thành một người tốt và làm việc tốt một lần nữa. Một ngày nào đó, khi bạn gặp khó khăn, những người đã được bạn giúp đỡ nhất định sẽ giúp bạn để báo đáp tấm lòng ban đầu của bạn." Theo quan điểm này, lòng từ bi của chúng ta không chỉ là sửa sai cho người khác mà còn là lấy danh tiếng cho bản thân, nâng cao hình ảnh và địa vị của mình trong lòng người khác.
Từ quan điểm này, làm sao có sự phân biệt giữa người xuất gia và người phàm khi làm việc thiện như vậy để tích đức? Thứ tư, nghĩ điều từ bi. Những suy nghĩ lương thiện sẽ giúp chúng ta thay đổi số mệnh, đem đến cho con người may mắn, phúc đức. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, hay ở hiền gặp lành. Cuộc sống có rất nhiều minh chứng cho điều nói trên. Câu chuyện về cậu bé đánh giày và những đồng xu mượn của ông đạo diễn phim nổi tiếng trên phố, cùng lời hứa sẽ trả lại tiền là một thí dụ. Cái kết có hậu cho cậu bé khi cậu đã thực hiện đúng như lời đã hứa và còn mong muốn có thêm điều bất ngờ cho những người bạn có cùng hoàn cảnh như cậu và việc cậu nhận được vai chính trong bộ phim của ông. Cậu xứng đáng được nhận điều đó bởi thiện tâm của chính mình. Tấm lòng lương thiện của mỗi người còn có sức mạnh cảm hóa, thay đổi người khác theo chiều hướng tích cực. Người xưa thường nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Bởi vậy, khi ai đó chẳng may lâm vào nghịch cảnh, sai trái, nếu chúng ta dùng lương thiện để đối đãi, để giao tiếp với họ, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi hướng thiện. Trong cuộc sống, chúng ta học cách dùng tình cảm để nhìn vào mặt xấu của người khác. Điều này không chỉ mang lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, mà còn thể hiện lòng nhân ái, bao dung, rộng lớn của chúng ta. Khi một người nhìn thế giới bằng đôi mắt nhân hậu, thì điều anh ta nhìn thấy là chân thiện mỹ, và ở đâu cũng có tình cảm chân thực. Ngược lại, nếu anh ta nhìn thế giới bằng con mắt xấu xa, thì những gì anh ta thấy đều là giả dối, xấu xí và độc ác có ở khắp mọi nơi. Bản chất con người, ai cũng có mặt xấu, giống như một cơn gió lạnh mang đến sự bẩn thỉu và lạnh lẽo cho thế giới. Nhưng dù vậy, nhân loại vẫn được tắm trong sự thuần khiết và ấm áp của bầu trời quang đãng khi có thiện tâm. Có một câu chuyện như sau. Hai người lúc đuổi theo một tên trộm, không còn cách nào khác để trốn. Tên trộm chỉ đành lao xuống sông. Thế vậy, một tín đồ Phật giáo đang đuổi theo tên trộm nói, đừng đuổi theo nữa. Nếu ta tiếp tục đuổi theo, sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tên đó sẽ nhảy xuống sông mà chết. Người còn lại không tin vào đạo Phật nói, thế thì sao? Là tên đó tự nhảy xuống sông mà chết đuối. Ai kêu hắn ta làm việc xấu xa? Thế là người này tiếp tục đuổi theo, và cuối cùng tên trộm buộc phải nhảy xuống sông. Nước sâu và dòng chảy xiết, tên trộm không biết bơi nên đã chết đuối. Gia đình nạn nhân kiện người đối trộm ra tòa. Sau quá trình điều tra, xác minh thu thập chứng cứ, thẩm phán tuyên, người đối trộm có tội gây ra cái chết và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Một thí dụ khác, một người mắc nợ và một người đi đòi nợ. Con nợ vì nhiều lý do không có khả năng trả nợ, mà người đòi nợ vẫn nhẫn tâm dùng nhiều thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, đe dọa, gây áp lực nhiều lần khiến con nợ nghĩ quẩn nên tự tử. Gia đình người chết kiện người đòi nợ, quan tòa tuyên người đòi nợ có tội. Hai người nói trên nếu suy nghĩ từ bi hơn, sẽ không hành động quá hung hăng, không gây ra cái chết cho người khác, cũng sẽ không chịu trách nhiệm về sự việc vô tình này. Tóm lại, bất kể là dùng miệng, bút, tay hay tấm lòng để thể hiện sự nhân từ, mấu chốt là con người nhất định phải có tình thương trong lòng. Chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, nhân ái, thì bạn có thể nhìn thế giới và con người bằng con mắt thiện lương của Đức Phật. Bạn sẽ luôn thấy được sự chân thành, tốt bụng và mặt đẹp của mọi thứ, bất kể khi nào và ở đâu trên thế gian này. Lời Phật dạy, tu đủ lục độ để sống đời an lạc, hưởng mọi phúc báo. Chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh tới con đường đúng đắn, xa rời vô minh, tìm thấy hạnh phúc.
Lục độ là 6 lời Phật dạy để tu tâm, dưỡng tính, thân tâm an lạc, nên học để tự chấn chỉnh bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Thứ nhất, đức độ, đức từ bi. Đó là lòng từ bi, lòng yêu thương và sự nhân ái vô điều kiện dành cho tất cả mọi loài sống. Chúng ta tu hành để phát triển lòng từ bi và cảm nhận sự kết nối và sự chung thủy với mọi người và môi trường xung quanh. Thứ hai, đức đặt, đức điều phối. Đó là khả năng kiểm soát và điều chỉnh tâm tư, ý chí và hành động. Chúng ta cố gắng làm chủ được ý niệm và hướng tâm của mình để không bị áp lực và cám dỗ đẩy lùi khỏi con đường đúng đắn. Thứ ba, đức kỷ, tức là đức chánh niệm. Đó là khả năng nhìn thấy và nhận biết sự hiện diện của sự thật trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tu hành chánh niệm để thức tỉnh và tỉnh thức từng khoảnh khắc, để thấy rõ sự vô thường và phiền não và tìm kiếm sự an lạc trong hiện tại. Thứ tư, đức túc, tức là đức tịnh tâm. Đó là khả năng lưu tâm và tập trung tối đa vào một mục tiêu duy nhất. Chúng ta tu hành để rèn luyện tâm trí, tránh sự phân tán và tiêu cực, và giữ được sự tĩnh lặng và bình an trong tâm tư. Thứ năm, đức khiêm, tức là đức tự khắc. Đó là sự khiêm tốn và thực hành không ám gian, không tự cao tự đại. Chúng ta tu hành để giải thoát khỏi lòng tự ái và sự kiêu ngạo, và hiểu rằng tất cả mọi người đều có giá trị và quyền lợi bình đẳng. Thứ sáu, đức nhẫn, tức là đức kiên nhẫn. Đó là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chúng ta tu hành để rèn luyện lòng kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận sự thay đổi, gian khó và thử thách trong cuộc sống, và hiểu rằng chỉ thông qua nhẫn nại mới đạt được tiến bộ và giải thoát. Tu đủ lục độ không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một quá trình thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tu tập và hòa nhập những đức này vào cuộc sống, chúng ta sẽ tạo ra sự bình an, sự thấu hiểu và sự giác ngộ trong tâm hồn. Trong nhà Phật, tu đủ lục độ là một khía cạnh quan trọng của việc tu tập và truyền thống Phật giáo. Đây là một hành trình tâm linh, trong đó mỗi người tu hành cố gắng rèn luyện và thực hành 6 đức ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là bố thí. Đứng đầu trong tu lục độ là bố thí. Người học Phật hướng Phật phải hiểu được bố thí. Bố thí này không để cho mình mà để cho người. Bố thí có tâm, không đòi hỏi đền đáp, không mong cầu lấy lại. Bố thí không cần quá duyên, không cần khuyến giáo. Nhìn thấy người khó khăn thì trợ giúp tùy duyên. Bố thí có thể loại bỏ lòng tham, bởi vì tham nên mới giữ. Nếu mở lòng, không còn tham lam, luyến tiếc mà cho người, mà bố thí vô tư, trợ giúp vô tư, ấy là học được độ thứ nhất trong những lời Phật dạy. Bố thí cho người, nhưng phúc báo cho mình. Đó là loại ơn nhân quả đến tự nhiên không cưỡng cầu. Ta làm gì? Ta muốn như vậy. Ta thấy như vậy là cần thiết, chứ không phải là để mong được nhận lại. Nếu bố thí gượng ép, thì chính là điều tưởng nhỏ mà không nhỏ, điều gây tổn hại phúc đức. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là tuân thủ quy củ, không làm việc ác, tích cực hành thiện. Điều này cũng tương tự như bố thí. Bố thí là tận lực trợ giúp người, cũng chính là hành thiện tích đức. Trì giới thì bố thí mới trọn vẹn. Bởi nếu sau khi bố thí mà đi phóng quả giết người thì bố thí vô dụng. Nếu nói cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh giết kẻ có tiền để chia cho kẻ khó khăn, đó là không thể. Một việc ác không thể là tiền đề của một việc thiện. Tất cả đều phải tận lực tránh xa ác nghiệp. Sai thì sửa, chính niệm phát quang
chứ tuyệt đối không phải bạo lực. Nắm giới chính là tuân thủ quy củ, tuân thủ pháp luật. Trong gia đình không nên cùng người thân cãi vã, ngoài xã hội phải giữ gìn nguyên tắc, không gây trở ngại cho người khác. Thứ ba là nhẫn nhịn. Nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Đầu thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn có thể quá giải, học một điều thôi có thể sinh trăm phúc. Nghênh dạng lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính, tu được chữ nhẫn. Việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là người tu. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cau có. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc công phu này không có nghĩa là chúng ta cũng treo trên miệng nụ cười giả dối không thật lòng, bụng đầy quán giận mà thể hiện bên ngoài lại khác. Đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được. Ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối, thẳng thắn với tâm tư của mình. Tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng, hiểu biết và chừng mực của mình. Thứ tư là tinh tiến. Con người sống ở trên đời sợ lười biếng, vì lười sinh tính ỷ lại, vô năng, vô minh. Người tu hành Phật Pháp phải có tinh thần tinh tiến, đọc kinh niệm Phật, bái Phật hàng ngày thôi, chưa đủ. Trong lòng lúc nào cũng phải có sự tiến lên, không nhát lười, không thụ động, không dối gạt chính mình. Đối với mình lúc nào cũng cung kính và chân thật như đối với Phật. Đó là tinh tiến, miệng niệm Phật, tai dâng hương, nhưng vừa quay đầu là làm việc ác, là mắng người, tạo nghiệp thì không phải là tinh tiến, chỉ là đồ giả. Mỗi ngày phải học hỏi thêm được điều mới, hôm nay phải thiện hơn, trí hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tu thêm được nhiều hơn hôm nay. Thứ năm đó là thiền định. Tại sao trong Phật giáo rất coi trọng phương pháp và tác dụng thiền định? Bởi tinh thần tán loạn, lãng phí nhiều tâm tư, tập thiền có thể loại bỏ tạp loạn, trầm tĩnh để sinh trí tuệ. Có trí thì không làm chuyện ngu ngốc, càng ngày càng tinh tiến, hướng tới những điều tốt đẹp. Có trí thì xóa bỏ vô minh, bài trừ tham lam sân hận. Thiền định còn giải trừ buồn phiền, tĩnh tâm, tĩnh thân, đưa con người vào cõi hư vô trong chốc lát để tự mình phản tỉnh chính mình. Người thiền định lâu ngày sẽ hiểu được nhẫn, biết tinh tiến, biết trì giới, sẽ có lòng bố thí và quan trọng nhất là bồi dưỡng được trí tuệ. Thứ sáu là trí tuệ. Muốn có trí phải được bát nhã. Bát nhã chính là trí tuệ. Tại sao có kẻ phạm tội? Vì kẻ đó quá ngu si nên khi hành động đã lầm đường lạc lối. Hãy để trí tuệ dẫn đường. Hãy để thiện tâm dẫn lối. Thiện mà không có trí thì thiện vô năng. Tinh tiến mà không trí thì tinh tiến vô dụng. Đối với giáo lý nhà Phật thâm sâu, thiền định chính là phương pháp để bồi dưỡng trí, cũng là con đường dẫn tới Phật Pháp nhiệm màu. Tu lục độ là sáu phương tiện đưa con người thoát khỏi mê muội, đến với thế giới Phật Pháp nhiệm màu, xa rời những khổ đau tầm thường, hoàn thiện cuộc sống của chính mình. Lời Phật dạy không dài, nhưng ý nghĩa lớn. Mong rằng mọi người có thể hiểu và thấm nhuần tự soi mình và hành động. Sự khác biệt giữa lễ cúng lễ Du Lan và lễ cúng cô hồn là gì? Khác với những ngày rằm khác, được cúng đúng ngày, nhưng riêng với rằm tháng 7, mọi nhà phải nên cúng trước đó hàng tuần hoặc vài hôm.
Cùng với rằm tháng Giêng thì rằm tháng Bảy luôn là một trong những ngày rằm lớn nhất trong năm, và hầu hết mọi nhà đều không cúng thổ công, gia tiên, ông bà đúng ngày rằm. Ngược lại, mọi người đều cúng trước ngày rằm tháng Bảy khoảng một tuần hoặc trước đó vài ngày. Lý do là bởi rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm được coi là ngày lễ du lan báo hiếu. Rằm tháng Bảy âm lịch cũng là ngày lễ cúng cô hồn, hoặc còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Chính vì thế, người Việt Nam thường quan niệm nếu lễ cúng thực hiện vào chính ngày rằm tháng Bảy sẽ không tốt, bởi khi ấy sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang, tổ tiên và người nhà của họ ở thế giới bên kia sẽ có thể không nhận được gì của con cháu cúng tế. Trong lễ cúng rằm tháng Bảy, vì thế họ cũng phân chia rạch ròi hai lễ cúng quan trọng, đó chính là lễ du lan và lễ cúng cô hồn. Nếu như lễ du lan là lễ cầu siêu cho cha mẹ và ông bà bảy đời và báo hiếu, thì lễ cúng cô hồn là lễ để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng hoặc nhầm làm phúc. Vì thế, bạn tuyệt đối không được nhầm hai lễ này với nhau. Chính bởi điều này mà mọi nhà thường chuẩn bị thịnh soạn mâm cúng thổ công, gia tiên, ông bà và cúng trước ngày rằm tháng Bảy vài ngày. Thậm chí, cứ từ ngày mùng 10 đến trước ngày chính rằm, các gia đình cúng xong cũng thường quá vàng mã trước ngày này. Họ tin rằng, nếu cúng ngày chính rằm tháng Bảy, do Phật tổ xá tội vong nhân trong vòng một ngày, mọi linh hồn, kể cả tội lỗi, quỷ dữ và xoa đều được tự do. Nên nếu cúng các cụ đúng ngày này thì sợ những linh hồn này phá phách, rước thêm âm binh và cô hồn vào trong nhà mình, cho dù ta đã cúng cháo cho họ. Vậy nên các cụ có thể không nhận được gì con cháu cúng tế. Trong lễ cúng rằm tháng Bảy, có hai lễ cúng quan trọng, đó là lễ du lan và lễ cúng cô hồn. Cũng theo quan niệm dân gian, thì vào ngày rằm tháng Bảy sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang. Nên nếu ta quá vàng mã vào ngày chính rằm thì sẽ bị cướp giật mất, người thân khó nhận. Do vậy, trên quần áo đồ đạc hàng mã thường sẽ ghi rõ tên người nhận. Khi cúng cũng đọc rõ tên và xin phép các thần linh thổ địa cho phép vong nào vào nhận đồ, cúng trước và quá trước để người thân nhận được. Chuẩn bị đồ cúng như thế nào cho đúng? Thông thường nên chuẩn bị hai mâm cơm chay, một mâm cúng Phật, một mâm cúng thần linh và tổ tiên, có thêm hương hoa và trái cây nước trà vàng mã. Những lễ vật cần chuẩn bị: muối, gạo một đĩa, cháo trắng nấu loãng 12 chén nhỏ hoặc cơm vắt 3 vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền, có thể là tiền thật nhưng là mệnh giá nhỏ, mía để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15 cm, bánh kẹo tiền mặt, tiền thật các loại mệnh giá, bỗng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, hoa quả 5 loại, 5 màu ngũ sắc, nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Những điều cần chú ý khi cúng cô hồn. Khi cúng cô hồn, đối với những người chưa bao giờ cúng hoặc không để ý khi cúng cô hồn, rất dễ gặp phải những điều tối kỵ. Một số những điểm cần lưu ý khi cúng cô hồn đó là: vị trí đặt lễ cúng ở ngoài hành lang, không nên cúng cô hồn trong nhà. Cúng cô hồn hàng tháng phải thực giản dị và không quy mô rầm rộ như cúng cô hồn lễ du lan, nên không có trẻ con đến giật cổ cô hồn. Nếu có thì nên cho trẻ con lấy. Nếu không có ai giành giật thì bỏ vào túi đem đi cho ăn mày. Còn đồ vàng mã thì đốt ngay tại chỗ. Đĩa muối gạo thì rải ra xa khắp tám hướng. Các vật phẩm cúng cô hồn tuyệt đối không được dùng đến, phải đem bỏ đi và cũng không được để trong nhà, bởi vì năng lượng của cõi âm rất đen tối và nặng nề. Nếu dùng vật phẩm đã cúng thì
sẽ đem năng lượng xấu vào cơ thể, thậm chí sinh bệnh khó chữa. Vì sao phải cúng cô hồn trước rằm tháng 7? Thông thường, nhà nhà sẽ làm lễ cúng cô hồn trước rằm tháng 7 để các cô hồn được hưởng những vật phẩm cúng lễ, từ đó đỡ tuổi thân tuổi phận. Hơn nữa, theo quan niệm dân gian, Diêm Vương sẽ ra lệnh mở cửa ngục từ mùng 2 tháng 7 âm lịch để ma quỷ được lên trần thế. Cho tới ngày rằm tháng 7, tất cả linh hồn âm gian sẽ phải trở về, cửa địa ngục vì thế cũng đóng lại. Do vậy, mọi người cần lưu ý cúng cô hồn trước rằm tháng 7 để cô hồn nhận được vật phẩm cúng lễ. Nếu cúng sau rằm thì cô hồn sẽ không nhận được lễ phẩm. Thực chất sau rằm sẽ có vài cô hồn lang thang trên trần gian, tuy nhiên âm khí rất nặng. Mọi người cần đề phòng kẻo cô hồn vào nhà gây những hại họa không tốt cho gia chủ. Bài văn khấn cúng cô hồn tháng 7. Bài văn khấn thứ nhất: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Kính lại Đức Đại Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Kính lại Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản Sứ Thần Linh Thổ Địa, Ngài Bản Gia Táo Quân và tất cả cùng các vị thần linh cai quản trong xứ này. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, năm. Tính chủ con là ngụ tại số nhà, phố, phường, quận, thành phố, tỉnh. Thành tâm kính xin nhân ngày xá tội vong nhân, âm cung mở cửa địa ngục ra, cho phép vong linh các cô hồn không nơi nương tựa, không mộ không mã, lẩn khuất ở gốc cây bụi cỏ, xó chợ đầu đường. Không manh áo mỏng, đêm ngày lang thang, quanh năm đó rét cơ hàng. Dù rằng chết gì lý do gì, đều được về đây thụ hưởng lễ vật của tín chủ thỉnh mời. Cơm canh, cháo bổng, trầu cao, gạo muối, quả thực, hoa đăng, tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh. Phù hộ độ trì cho tín chủ và toàn gia, người người đều khỏe mạnh, lộc tài dường tiếng, gia đạo hưng long. Điều lành đưa tới, điều dữ mang đi. Cẩn cáo: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Bài văn khấn thứ hai: Kính lễ mười phương tam bảo chứng minh. Hôm nay là ngày chúng con tên ở tại số nhà, phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lộ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổ mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện sinh gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc. Kính thỉnh cô hồn xuất tại cung luân, ở tam kỳ nghiệp, cô hồn vô số, những là mãn giả, hằng hà, đàn ông đàn bà và trẻ lớn nhỏ. Ôi, hương linh ơi, cô hồn hỡi, sống đã chịu một đời phiền não, chết lại nhờ hớp cháo lá đa. Thương thay cũng phận người ta, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Đàn cúng thí dân lời Phật dạy, của có chi bát nước nén nhang, cũng là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đàn thăng thiên. Ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiên biến ít thành nhiều, trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh. Phật hữu tình từ bi tế độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Chân ngôn biến thực: Nam mô Tát Phật Đắc Tha Nga Đa, Phà Lồ Chí Đế Án Tam Bạc Ra, Tam Bạc Ra Hồng 3 lần. Chân ngôn cúng dường: Án Nga Nga Nẵng Tam Bạc Phạt Việt Nhật Ra Hồng 3 lần. Bài văn khấn thứ ba: Kính lễ mười phương tam bảo chứng minh. Hôm nay ngày tháng năm âm lịch, con tên là tuổi, ngụ tại số nhà, đường, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố. Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các đảng âm binh ngoài đường, ngoài xá,
hữu danh vô dị, hữu dị vô danh. Các chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, về đây hưởng lộc thực đầy đủ. Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đại. Chân ngôn thiết thực biến thức ăn cho nhiều. Nam mô Tát Phạ Tát Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế, Án Tám Bạc Ra, Tám Bạc Ra Hồng, 7 lần. Chân ngôn cam lộ thủy, biến nước uống cho nhiều. Nam mô Tô Rô Bà Gia, Tát Tha Nga Đa Gia, Đát Điệt Tha, Án Tô Rô, Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Ba Ta Bà Ha, 7 lần. Chân ngôn cúng dường, Án Nga Nga, Nẵng Tam Bạc Phạt, Phiệt Nhật Ra Hồng, 7 lần. Sau khi cúng xong, các vật phẩm cúng cô hồn không đem vào nhà, đồ mã đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo rải ra tám hướng. Bài cúng chúng sinh, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Con lại chín phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con lại Đức Phật Di Đà, con lại Bồ Tát Quan Âm, con lại Táo Thủ Thần Quân Chính Thần. Tiết rằm tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm sát tội vong nhân hải hà. Âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo Giáo A Nan Đà Tôn Giả tiếp chúng sinh không mã không mồ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đón rét cơ hàng, không manh áo mỏng che làng heo mây. Cô hồn Nam Bắc Đông Tây, trẻ già trai gái về đây hợp đoàn. Nay nghe tính chủ thỉnh mời, lại lâm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ trầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh. Gạo muối quả thực quá đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tính chủ lộc tài, an khang thịnh vượng, hòa hài giả trung. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lại về tính chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tính chủ tiêu quá tiêm ngân, cùng với quần áo đã được phân chia, kính cáo tôn thần chứng minh công đức cho tính chủ con tên là vợ chồng con trai con gái ngụ tại. Khách mời vong đi sau khi cúng cô hồn. Nhiều gia đình mời cô hồn về nhà cúng chúng sinh, nhưng khi xong nghi lễ không biết mời đi, nên cô hồn vẫn lẩn quẩn trong nhà quấy phá gia chủ. Vì vậy, sau khi nghi lễ cúng xong, các gia đình nhất định phải làm những việc như sau: giải gạo muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã. Tục vật cô hồn, tức người sống dành vật những mâm cúng, rồi người ta thường đốt vàng mã cho cô hồn, cho tiền người sống bằng cách thảy tiền cùng với bánh kẹo. Họ tin nếu người sống mà dành vật càng đông, tức là họ đã mua chuộc được các cô hồn, các đảng không đến quấy phá gia đình của mình. Lời Phật dạy về cách báo hiếu mỗi ngày, phần làm con đừng nên bỏ lỡ. Đối với Phật giáo, trong trăm thiên không có gì thiện bằng hiếu thảo, trong trăm ác không có gì ác bằng bất hiếu. Đạo hiếu là một trong những phẩm chất cơ bản nhất của con người, cần phải bồi dưỡng và thực hiện một cách chân tâm. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những điều mà ai ai cũng nên học. Phật giáo mỗi năm có một mùa Du Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm cha làm mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng, tu phúc thay cho cha mẹ mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần, con người luôn có một lễ Du Lan trong tâm khảm, mùa mà ở đó
việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng giờ như một lẽ tất nhiên. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất, cũng là cách dễ nhất. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu đạo cụ thể, thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương, nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng. Mời quý vị hướng theo những điều sau đây. Thứ nhất, báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chân chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm. Con cái không chỉ nói yêu cha yêu mẹ mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. Với những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng thành, khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý cha mẹ, nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu, biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể. Báo hiếu và tri ân cha mẹ là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người. Đó là sự biểu hiện lòng biết ơn và tôn trọng sâu sắc đối với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Bằng cách sử dụng cả lời nói và hành động, chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn và tình yêu vô điều kiện đối với cha mẹ. Trước hết, việc sử dụng lời nói để bày tỏ lòng biết ơn là rất quan trọng. Chúng ta có thể dành thời gian để thẳng thắn nói lời cảm ơn, tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng những đóng góp của cha mẹ trong cuộc sống của chúng ta. Bằng cách diễn đạt những từ ngữ yêu thương và chân thành, chúng ta có thể làm cho cha mẹ cảm thấy đáng quý và biết rằng công lao của họ không bị bỏ qua. Ngoài ra, hành động cũng là một cách mạnh mẽ để báo hiếu và tri ân cha mẹ. Chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn thông qua việc chăm sóc và quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của cha mẹ. Điều này có thể bao gồm việc giúp đỡ trong công việc gia đình, lo lắng và chăm sóc cho cha mẹ khi họ già yếu hoặc gặp khó khăn, hay đơn giản là dành thời gian chất lượng bên họ. Những hành động nhỏ như thế này không chỉ cho thấy lòng biết ơn mà còn thể hiện tình yêu và sự quan tâm chân thành của chúng ta. Cuối cùng, việc báo hiếu cha mẹ không chỉ dừng lại ở một lần duy nhất. Đó là một quá trình liên tục mà chúng ta cần duy trì suốt đời. Bằng cách luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến cha mẹ, chúng ta thể hiện sự biết ơn và tình yêu của mình một cách liên tục và không bị quên lãng. Trong cuộc sống, việc báo hiếu cha mẹ bằng cả lời nói và hành động không chỉ tạo nên một mối quan hệ gia đình mạnh mẽ, mà còn truyền tải những giá trị văn hóa quý báu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy luôn biết ơn và trân trọng cha mẹ và chia sẻ tình yêu và lòng biết ơn đến họ bằng cả lời nói và hành động trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau con lớn sẽ báo đáp công ơn, nên đợi con lớn chỉ là muốn con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan, không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. Báo hiếu là một giá trị quan trọng mà chúng ta có thể hình thành từ khi tuổi nhỏ. Khi chúng ta còn nhỏ, có một số cách mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ. Thứ nhất, việc lắng nghe và tuân thủ lời dạy của cha mẹ là một cách quan trọng để báo hiếu.
Cha mẹ thường có kinh nghiệm và kiến thức phong phú, và họ luôn muốn tốt cho chúng ta. Khi tuổi nhỏ, chúng ta có thể chấp nhận lời khuyên và hướng dẫn của cha mẹ một cách tôn trọng, thể hiện lòng biết ơn bằng cách thực hiện những điều mà họ yêu cầu. Thứ hai, việc giúp đỡ trong công việc gia đình cũng là một cách báo hiếu quan trọng. Dù chỉ là những việc nhỏ như gấp quần áo, dọn dẹp phòng hoặc giúp đỡ trong việc nấu ăn, chúng ta có thể đóng góp và hỗ trợ cha mẹ. Bằng cách làm điều này, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sẵn lòng chia sẻ công việc với cha mẹ. Thứ ba, việc trân trọng và biểu hiện tình yêu dành cho cha mẹ cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu và sự quan tâm bằng cách ôm hôn và nói lời yêu thương đến cha mẹ. Những hành động nhỏ như đặt một nụ hôn lên má hoặc ôm chặt lấy cha mẹ trong lúc vui chơi và trò chuyện chứng tỏ rằng chúng ta trân trọng và yêu mến họ. Cuối cùng, việc học tập và cống hiến trong học tập cũng là một cách báo hiếu. Cha mẹ luôn muốn chúng ta có một tương lai tốt hơn và mong muốn chúng ta đạt được thành công. Bằng cách cố gắng học tập tốt và làm việc chăm chỉ, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và trả công cho những nỗ lực và hy sinh của cha mẹ. Trên hết, việc báo hiếu khi tuổi nhỏ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một hành động tốt cho sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta. Bằng cách thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng cha mẹ, chúng ta xây dựng mối quan hệ gia đình mạnh mẽ và nuôi dưỡng giá trị quan trọng suốt đời. Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn, bởi thời gian trôi nhanh. Con muốn dưỡng mà mẹ cha chẳng còn. Rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu đạo của con nữa. Thứ ba, báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy, khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ khỏi phải buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó. Có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. Báo hiếu là một giá trị quan trọng và không ngừng tồn tại trong cuộc sống khi chúng ta trưởng thành. Khi chúng ta trưởng thành, có một số cách mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ. Thứ nhất, việc lắng nghe và trân trọng ý kiến của cha mẹ là một cách quan trọng để báo hiếu. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể có quan điểm riêng và thể hiện sự độc lập, nhưng vẫn cần lắng nghe và tôn trọng lời khuyên của cha mẹ. Họ vẫn có thể cung cấp sự chỉ dẫn, kinh nghiệm và hỗ trợ cho chúng ta. Bằng cách lắng nghe và trân trọng ý kiến của cha mẹ, chúng ta thể hiện lòng biết ơn với sự quan tâm và chăm sóc của họ. Thứ hai, việc chia sẻ và tạo dựng mối quan hệ gần gũi với cha mẹ cũng là một cách báo hiếu quan trọng. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể tìm hiểu về cuộc sống và chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc của mình với cha mẹ. Bằng cách tạo dựng một môi trường mở và thân thiện, chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ gần gũi dựa trên sự tôn trọng và lòng biết ơn. Thứ ba, việc đảm nhận trách nhiệm và hỗ trợ cha mẹ cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có thể đóng góp vào việc chăm sóc và hỗ trợ cha mẹ. Điều này có thể bao gồm việc giúp đỡ trong công việc gia đình, quan tâm và chăm sóc cho cha mẹ khi họ cần đến chúng ta, hay thậm chí là hỗ trợ tài chính khi cần thiết. Bằng cách chia sẻ gánh nặng và đảm nhận trách nhiệm, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với cha mẹ. Cuối cùng,
việc thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến cha mẹ cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu và sự quan tâm bằng cách dành thời gian chất lượng bên cha mẹ, gửi những thông điệp yêu thương và những lời khen ngợi tới họ. Những hành động nhỏ như đi ăn tối cùng, tổ chức một buổi dạo chơi hay gửi những tin nhắn yêu thương đến cha mẹ thể hiện lòng biết ơn và sẵn lòng dành thời gian và tình yêu cho họ. Báo hiếu khi trưởng thành không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một hành động tình yêu và sự quan tâm đến cha mẹ. Bằng cách thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng, chúng ta duy trì mối quan hệ gia đình mạnh mẽ và gìn giữ những giá trị quý báu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thứ tư, báo hiếu lúc cha mẹ sai. Lời Phật dạy về cách báo hiếu không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chín chắn. Con cái thấy cha mẹ sai, phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ, giúp cha mẹ đi đúng đường, không dung túng chỉ vì đó là cha mẹ của mình. Báo hiếu không chỉ áp dụng khi cha mẹ chúng ta làm đúng, mà còn cần có mặt khi họ mắc phải sai lầm. Khi cha mẹ sai, chúng ta cũng có thể thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với họ. Thứ nhất, việc hiểu và chia sẻ những khó khăn mà cha mẹ đang gặp là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta có thể lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau hành động sai lầm của cha mẹ. Đôi khi, họ có thể đối mặt với áp lực, mệt mỏi hoặc khó khăn trong cuộc sống. Bằng cách thể hiện lòng thông cảm và lắng nghe, chúng ta thể hiện lòng biết ơn với sự cố gắng và cống hiến của cha mẹ, dù cho họ đã mắc sai lầm. Thứ hai, việc cung cấp và hỗ trợ, động viên khi cha mẹ gặp sai lầm cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Thay vì chỉ trích và phê phán, chúng ta có thể trở thành nguồn động viên và hỗ trợ cho cha mẹ bằng cách đưa ra ý kiến xây dựng và giúp họ tìm giải pháp. Chúng ta thể hiện sự tôn trọng và sẵn lòng giúp đỡ. Đôi khi cha mẹ cũng cần được động viên và tin tưởng vào khả năng của mình. Và chúng ta có thể đóng vai trò đó, thể hiện lòng biết ơn và lòng quan tâm đến họ. Thứ ba, việc thể hiện lòng tha thứ và chấp nhận cha mẹ khi họ mắc sai lầm cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta không hoàn hảo và cha mẹ cũng không phải là ngoại lệ. Khi họ mắc sai lầm, chúng ta có thể trân trọng họ bằng cách chấp nhận và tha thứ, bằng cách không ghi điểm hay lôi kéo lỗi lầm quá lâu. Chúng ta cho thấy sự nhân hậu và tôn trọng cha mẹ, và đồng thời cho họ một cơ hội học hỏi và sửa sai. Báo hiếu không chỉ tồn tại khi cha mẹ làm đúng, mà còn cần có mặt khi họ mắc phải sai lầm. Bằng cách hiểu, chia sẻ khó khăn, cung cấp hỗ trợ, động viên, tha thứ và chấp nhận, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ. Hành động này không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ gia đình mạnh mẽ, mà còn truyền tải những giá trị quý báu và lòng biết ơn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thứ năm, báo hiếu lúc cha mẹ ốm đau. Sinh lão bệnh tử, dòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc, yêu thương của con cái nhất, là lúc nâng khăn sửa túi, đỡ đần cha mẹ, như lúc họ chăm sóc mình lúc còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không đề hào hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. Khi cha mẹ gặp phải tình trạng ốm, đau, báo hiếu là sự quan tâm của chúng ta càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong thời gian khó khăn này, chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ bằng những hành động và tâm
từng lời nói nhỏ nhẹ. Thứ nhất, việc chăm sóc và quan tâm đến cha mẹ là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có thể giúp đỡ trong việc dọn dẹp nhà cửa, mua thực phẩm và thuốc men, hay chuẩn bị những món ăn lành mạnh để hỗ trợ trong quá trình phục hồi sức khỏe của cha mẹ. Bằng cách hiện diện và chia sẻ gánh nặng, chúng ta thể hiện lòng quan tâm và sẵn lòng chia sẻ khó khăn cùng cha mẹ. Thứ hai, việc tạo ra môi trường thoải mái và an lành cho cha mẹ cũng là một cách báo hiếu. Chúng ta có thể cung cấp không gian yên tĩnh và thoải mái cho cha mẹ nghỉ ngơi và phục hồi. Đồng thời, chúng ta có thể chăm sóc các nhu cầu cơ bản của cha mẹ như việc giữ ấm, kiểm tra thường xuyên và đảm bảo sự thoải mái. Bằng cách tạo điều kiện thuận lợi và chăm sóc tử tế, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm tới sức khỏe và trạng thái của cha mẹ. Thứ ba, việc thể hiện lòng lo lắng và động viên cha mẹ trong quá trình hồi phục cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta có thể tạo điều kiện cho cha mẹ thể hiện tình cảm, bày tỏ những nỗi lo và khó khăn mà họ đang trải qua. Bằng cách lắng nghe một cách chân thành và cung cấp sự động viên, chúng ta cho thấy sự quan tâm và sẵn lòng đồng hành cùng cha mẹ trong những thời điểm khó khăn. Cuối cùng, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin về các nguồn hỗ trợ y tế, tư vấn hoặc sự chăm sóc chuyên nghiệp để giúp cha mẹ trong quá trình phục hồi. Bằng cách tìm kiếm và sử dụng những nguồn lực này, chúng ta thể hiện sự quan tâm chân thành và bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ. Trong những thời điểm cha mẹ ốm đau, báo hiếu và sự quan tâm của chúng ta rất quan trọng. Bằng cách chăm sóc, tạo môi trường thoải mái, động viên và tìm kiếm hỗ trợ, chúng ta không chỉ thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng, mà còn góp phần vào sự phục hồi và hạnh phúc của cha mẹ. Thứ sáu, báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng, chăm sóc, chia sẻ ân cần. Khi mất thì thờ phụng, cung kính, tưởng nhớ không thôi. Đó là đạo làm con. Lễ Du Lan báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất. Tích phúc, tích nghiệp, ngay cả khi cha mẹ đã lìa xa cõi đời. Sinh ly tử biệt, cũng không quên ơn nghĩa sinh thành. Lúc cha mẹ mất, báo hiếu là sự tôn trọng của chúng ta trở nên đặc biệt quan trọng. Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn cho cha mẹ như trước, nhưng chúng ta có thể duy trì tình cảm và tôn trọng của mình theo những cách sau đây. Thứ nhất, việc tiếp tục gìn giữ giá trị và học hỏi từ cha mẹ là một cách quan trọng để báo hiếu. Cha mẹ luôn để lại những giá trị và tri thức quý báu cho chúng ta. Chúng ta có thể duy trì và truyền dạy những giá trị đó cho thế hệ tiếp theo, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng sâu sắc đối với cha mẹ. Bằng cách sống theo những nguyên tắc và lời khuyên mà cha mẹ đã dạy, chúng ta duy trì một phần của họ trong cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, việc tưởng nhớ và gìn giữ kỷ niệm về cha mẹ là một cách quan trọng để báo hiếu. Chúng ta có thể duy trì những kỷ niệm đẹp về cha mẹ bằng cách ngắm nhìn hình ảnh, đọc lại những bức thư hay nhật ký của cha mẹ, hoặc thảo luận với những người thân và bạn bè về những câu chuyện về cha mẹ. Bằng cách tiếp tục gìn giữ và chia sẻ những kỷ niệm đáng quý này, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ. Thứ ba, việc đặt tâm hồn và tình yêu của mình vào việc thực hiện những ước mơ và mục tiêu mà cha mẹ mong muốn cho chúng ta cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Cha mẹ luôn muốn chúng ta có một cuộc sống tốt hơn và mong muốn chúng ta đạt được thành công. Bằng cách tiếp tục theo đuổi và đạt được những ước mơ đó, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và trả công cho những niềm tin và hy sinh của cha mẹ. Cuối cùng,
Việc tìm sự hỗ trợ và chia sẻ tình cảm với gia đình, bạn bè và cộng đồng cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Trong giai đoạn khó khăn, sau khi cha mẹ mất, chúng ta cần có sự hỗ trợ và chia sẻ tình cảm từ những người thân yêu xung quanh bằng cách tạo dựng một mạng lưới hỗ trợ xung quanh mình. Chúng ta không chỉ duy trì sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với cha mẹ, mà còn tìm kiếm sự trợ giúp và chia sẻ gánh nặng. Dù cha mẹ đã ra đi, báo hiếu và sự tôn trọng của chúng ta vẫn có thể tồn tại và được thể hiện theo những cách đặc biệt. Bằng cách tiếp tục gìn giữ giá trị và học hỏi từ cha mẹ, tưởng nhớ và gìn giữ kỷ niệm, đặt tâm hồn và tình yêu vào việc thực hiện những ước mơ của cha mẹ và tìm sự hỗ trợ, chia sẻ tình cảm, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng sâu sắc đối với cha mẹ đã ra đi. Thứ bảy, báo hiếu đối với người con Phật. Với những người hướng Phật, cha mẹ còn sống là niềm vui không sánh gì bằng. Bởi có thể khuyên nhủ cha mẹ hồi hướng Phật Pháp, cùng tu dưỡng tích nghiệp lành để được siêu thoát, dẫn dắt cha mẹ trên con đường của đạo tiến gần hơn tới cảnh giới an lạc. Báo hiếu đối với người con Phật là một nét đẹp tinh thần của tín đồ Phật giáo. Nó là sự thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng sâu sắc đối với những người đã định hướng và hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập và trưởng thành tâm linh. Bằng cách thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng, chúng ta duy trì những giá trị và tri thức Phật giáo và gìn giữ truyền thống của một người con Phật. Thứ nhất, việc tôn trọng và tuân thủ giáo huấn của người con Phật là một cách quan trọng để báo hiếu. Người con Phật thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng bằng cách lắng nghe và áp dụng giáo huấn hướng dẫn và lời khuyên của người đã truyền đạt cho chúng ta. Bằng cách sống theo nguyên tắc và nguyên lý của Phật Pháp, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với người đã truyền dạy, hướng dẫn cho chúng ta. Thứ hai, việc duy trì và phát triển tri thức và kỹ năng trong Phật giáo cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Người con Phật có trách nhiệm nghiên cứu và thực hành những nguyên lý Phật Pháp, từ việc học và hiểu các kinh sách bài giảng đến việc tham gia các hoạt động tu tập và công việc từ thiện. Bằng cách áp dụng tri thức và kỹ năng này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn duy trì và phát triển truyền thống Phật giáo. Thứ ba, việc hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng Phật giáo cũng là một cách quan trọng để báo hiếu. Người con Phật có thể tham gia và đóng góp vào các hoạt động xã hội từ thiện và tu tập của cộng đồng Phật giáo. Bằng cách hỗ trợ tài chính, công việc tình nguyện hoặc chia sẻ tri thức và kinh nghiệm của mình, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với cộng đồng Phật giáo và những người có công đóng góp vào sự phát triển của nó. Cuối cùng, việc sống đạo và truyền bá những giá trị Phật giáo là một cách quan trọng để báo hiếu. Người con Phật thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng bằng cách sống một cuộc sống đạo đức và truyền bá những giá trị Phật giáo cho mọi người xung quanh. Bằng cách làm điều này, chúng ta không chỉ thể hiện lòng biết ơn với người đã dạy dỗ chúng ta, mà còn lan tỏa niềm vui, sự thấu hiểu và yêu thương đến mọi người. Báo hiếu đối với người con Phật không chỉ là một trách nhiệm, mà còn là một nét đẹp tinh thần của tín đồ Phật giáo. Bằng cách tôn trọng và tuân thủ giáo huấn, duy trì và phát triển tri thức, hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng Phật giáo, sống đạo và truyền bá giá trị Phật giáo, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với người đã dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập và trưởng thành tâm linh. Thứ tám, báo hiếu với đệ tử xuất gia. Người xuất gia theo Đức Phật chính là cảnh giới cao nhất của báo hiếu. Theo lời Phật dạy, không chỉ báo hiếu cha mẹ mà còn báo hiếu chúng sinh.
bởi đó là phương pháp để giải thoát tất cả khỏi khổ đau đầy ải, tìm ra con đường hướng tới cực lạc.